Hồi nào rồi mà mẹ con quan niệm vợ phải hy sinh cho chồng cho con? Rồi đánh mất bản thân mẹ vậy? Chính cái sự hy sinh đó của mẹ đang làm phiền mọi người. Kiếm tiền nhiều chi? Mắt ông chồng chị xanh đặc, ăn chơi gái gu. Có mấy ông ha lắm tiền nhiều của, rồi bắt đầu vợ bé con riêng gia đình tan nát. Tiền nhiều để làm gì? Không có tiền thì cũng chẳng làm được cái gì đâu. Tôi với anh có rất nhiều tiền, nhưng có hạnh phúc đâu. Ra đi. Không giải vừa phải thôi. Thà mà đuổi mày ra khỏi nhà. Cho hai mẹ con mình chọn. Mày đừng quậy hả? Đi ra khỏi nhà tao. Tôi chấp nhận hoàn cảnh bây giờ. Rồi tôi đang hạnh phúc với chấp nhận là khi ở trong căn nhà này. Trời ơi anh Nam ơi, nó bỏ nhà đi rồi giờ còn nghiệp lắm anh. Đúng rồi, tiền nhiều làm gì? Hư á, anh bây giờ có tiền nhiều nha, trà xanh sẽ bu lại anh. Trong vợ anh biết được, vợ anh buồn, không có hạnh phúc. Tay em ha.